Hello, xin chào các bác nhá. Hẻm CLB xin chào các bác. Hôm nay em sẽ quay cho các bác về một chiếc đua Sport 3. Con này thì là size S khung võng. Đó. Là cho các bác nào chiều cao thấp 1m65 đổ xuống thì sẽ là đi những chiếc như thế này. Thì đua Sport 3 thì nó là dòng gì? Thì đua Sport 3 tức là dòng hybrid các bác. Nó kết hợp giữa dòng xe MTB, địa hình bánh to có fork, và dòng touring bánh nhỏ không fork, và kết hợp với cả rốt nữa. Nó tức là nó tổng hòa của tất cả các cái mẫu xe cộng lại. Đấy, con đua Sport 3. Màu này của nó là màu đỏ đô nha các bác nhá. Đây này, trên sườn của nó sẽ có chữ đua Sport 3 này các bác này. Đua Sport và số 3 ở trên đây. Bên cạnh nó trên sườn nó sẽ có cái logo check. Đó, logo check đây. Đấy. Thì đi qua sơ lược về cấu hình của em nó một chút nhá. Thì cái con này là dùng phanh dầu Techo này. Đấy, tay nắm bom Trager này. Cái bản này tay nắm này thì nó sẽ có cái báng ở đây. Đây là cái keo. Đấy. Vừa bóc ấy ra là chưa lau hết. Đấy, phanh dầu Techo. Tay bấm xả ở đây, tay bấm xả đó là Shimano DOJ. Loại 10S, con này là M4001. DOJ M4001, fork của nó fork Santur có khóa này. Santur có khóa. Đó. Bánh con này là bánh 700C, lốp là lốp 700C nhân 40. Loại lốp 700C là khá là lớn để các bác có thể đi được trong phố, hoặc là thỉnh thoảng có thể đi nhau leo núi nào dốc cũng được. Đấy các bác. Thì cái vành của nó thì các bác này, vành 700C này, có chữ TLR này, tức là top lít các bác. Sau này là các bác có thể thay bằng một lốp không xăm cũng được. Hiện tại là cái con này là lốp vẫn là lốp có xăm nhá. Đấy, con GL1 thì vẫn là lốp có xăm. Còn vai sau này các bác có thể thay được. Cái vành của nó cho mình gặp vành này khá là ngon. Sau này các bác có thể nâng cấp được thoải mái. Bộ đùi đĩa của nó thì cái bộ đĩa này là 40T. Đùi đĩa 40T, đùi đĩa trục rỗng. Đó, củ đề sau đây các bác, 10 líp. Có líp ở đây, líp chùm đây, 10 líp nhá, 10 líp. Líp lớn nhất của nó, đây, nó có hết tổng số ở đây mà. Mình lên phát là sẽ nhìn thấy ngay. Líp lớn nhất là bao nhiêu đây? Líp lớn nhất của nó là 46, líp nhỏ nhất là 11. Củ đề sau là Shimano DOJ M5120, có khóa này, có khóa chống rung này. Đó, rất ok. Đấy, các bác đi mà chọn một chiếc xe check, mà các bác mà đã tìm hiểu về dòng đua rồi mà muốn đi dòng đua cao hơn thì có thể lấy con đua 3 này. Thì thường thường là nhiều anh em còn muốn đi đua cao hơn cơ, nhưng ví dụ con đua Sport 4, nhưng mà em nói thật là không thể kiếm đâu ra được. Bên thị trường nước ngoài nó cũng sẽ có đấy, nhưng mà cũng không bê về Việt Nam được. Em chịu cũng không bê được, chuyên bê về đấy, nhưng mà đến cái con đua 4 ấy thì không bê được. Những dòng đua 4, FX4 ấy là những dòng khó bê về Việt Nam lắm. Những con đua 3 này ở thị trường Việt Nam đã hiếm rồi. Đấy. Sườn võng đây. Đấy. Nhiều anh em rất thích là sườn võng, cứ phải muốn lấy sườn võng, còn nhiều anh em thì lại không thích. Đấy, nó tùy sở thích cá nhân của từng người. Đây, đoạn này là cái chỗ em dính này. Đấy, chỗ này là chỗ để bắt chân trống. Đó, củ phanh dầu Techo này. Đĩa cũng là Techo này. Đấy, cơ bản một cái chiếc xe này nó là như vậy. Đấy, các bác nào có nhu cầu thì nên với hẻm liên hệ với hẻm CLB nhá. Đấy, trước này thì các bác có thể lên được cọc yên tăng giảm nữa là hết bài. Nhiều khi em cũng đã lên cho con dòng đua Sport 3 này nên cọc yên tăng giảm rồi. Đấy. Hoặc là lên thêm tay đấm đệ được, tùy các bác, nó còn hai lỗ chờ mà. Đấy, tùy các bác lên cái gì thì lên. Còn là không có để đi zin là cũng đã được rồi. Chào còn lên gì. Đấy. Vành lốp đây các bác. Đó, rất là ok luôn, trục giữa BB vặn, đùi đĩa trục rỗng. Đấy, rồi các bác có nhu cầu liên hệ với hẻm Selby nhá. Cái yên của cái con đua Sport 3 nó sẽ ngon hơn cả yên đua 2, đua 1 các bác. Độ bàn bè của nó rất là to và êm hơn. Đấy. Đấy, một số điểm khác thôi, còn đâu là nó sẽ, ví dụ như giá tiền cao hơn thì nó cũng phải có những cái món nó cao cấp hơn. Đấy.